Dạ hiện nay thì anh em trong đội đang tiếp tục di chuyển từ Bình Dương để sang thành phố Hồ Chí Minh gần bến xe Miền Đông cơ. Hiện nay là anh em đang di chuyển tới phường 25 quận Bình Thạnh để truy tìm có thể là tiếp cận một đối tượng. Hiện nay đối tượng này là đối tượng tống tiền. Theo như người nhà chia sẻ thì người nhà bị lừa, bị dụ, có thể là bị bán sang Campuchia các bạn. Vì vậy nên đăng trên Facebook là có một đối tượng đang đòi tiền chuộc là 75 triệu mới thả người. Anh em đang truy tìm lên đường truy tìm, đang có mặt ở tại phường 25 quận Bình Thạnh các bạn. Cô chú anh chị hãy chờ xem để cái cuộc trò chuyện này, để xem các anh em xem liệu có bắt được đối tượng này hay không. Nhiều. Em cho anh hỏi. Đến bao nhiêu tiền này? Cho anh hỏi em nhận tiền gì ấy? Em nhận tiền gì? Em cho anh hỏi em nhận tiền gì? Dạ. Em nhận tiền gì ấy? Dạ anh biết anh Hiệp. Anh Hiệp. Em chụp, anh Hiệp đâu? Dạ anh Hiệp em ở Bình Cam á. Bình Cam à? Dạ. Anh Hiệp là anh nào? Dạ em Hiệp, anh Hiệp là cái anh đó, của anh của em. Xong anh nhờ hiện tại em học trong đây nè. À, em đang sinh viên hả? Dạ. Em sinh viên ở đâu? Thu. Có thẻ sinh viên không? Dạ không, em cầm theo. À, sinh viên không có thẻ hả? Em cầm theo hả? Em có, em học sinh ngôi thương. Nhưng mà sinh viên không có thẻ? Dạ. Bây giờ em nhiêu tuổi rồi? Em cho anh hỏi em tên gì? Dạ, Minh Khang. Họ tên đầy đủ là gì em? Nguyễn Hoàng Khang. Nguyễn Hoàng Khang, Khang nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 19. Em nguyên quán ở đâu? Dạ, Khánh Hòa. Khánh Hòa hả? Khang cho anh hỏi nào, hôm nay em đang nhận bao nhiêu tiền đấy? Dạ, anh Hiệp kêu là 75 triệu. 75 triệu, đây em nhận được nhiêu rồi? Dạ nãy em tím là tầm 78 triệu. Vậy là chủ nhà bo thêm cho em 3 triệu hay sao? Dạ nãy anh này nói là anh Hiệp nói là để anh Hiệp hỗ trợ cho em thêm 500 đô. À thì em nói là em không biết mệnh giá bao nhiêu cho nên là em đổi ông chủ. À thì anh này nói là anh Hiệp rồi thì bây giờ chuộc người, bây giờ người đâu em? Dạ em chỉ không biết, em chỉ nghe anh Hiệp. Thế bây giờ em gọi cho anh Hiệp đi. Chuộc người 75 triệu. Người đang đâu rồi em? Anh thì nói dạ, là ở bên chỗ em không biết, tại anh Hiệp nói thôi. Ồ, thế bây giờ em gọi, bây giờ người đâu, tiền em cầm người ta rồi, em phải thả người chứ. Tiền em nhận người ta rồi, bây giờ em phải thả người. Tại em, anh Hiệp đi vô đâu mà. Anh Hiệp là anh nào? Anh Hiệp anh trai của em hả? Không được điện, nhưng bây giờ anh đang hỏi này, Hiệp là ai? Dạ, anh Hiệp. Anh ruột đúng không? Anh họ. Anh họ nguyên quán ở đâu? Dạ, ở Thanh Hóa. Thanh Hóa, em là ở đâu? Khánh Hòa. Khánh Hòa, mấy Thanh Hóa thì không thể anh em họ được. Ông mẹ với mẹ mọi người. Hiệp họ tên đầy đủ gì? Dạ. Anh Hiệp họ tên là gì? Nguyễn Quốc Hiệp. Hả? Nguyễn Quốc Hiệp. Nguyễn Quốc Hiệp năm nay nhiêu tuổi? 97. Người ta là đưa người sang Cam đúng không? Dạ không, anh đó chuộc người nó. Chuộc người bên Cam hả? Dạ. Bây giờ là có chính xác, bây giờ là cái người mà bị đang đòi chuộc 75 triệu đó, người ta đang ở đâu, người ta bị nhốt ở đâu? Dạ, ngay chỗ đầu em không biết, anh Hiệp chỉ nói không. Là... Em bỏ tin nhắn anh xem nào. Em đâu biết đâu, em chỉ là nghe điện anh Hiệp. Em giờ đang ở đâu đây? Em đang ở đâu? Ở thành phố Hồ Chí Minh em đang ở đâu? Ở đây là Bình Thạnh, em đang ở phường mấy? Phường 13. Phường 13 quận Bình Thạnh đúng không? Dạ. Em ở sinh viên à? Dạ. Em ở mấy ai? Dạ đúng rồi. Em sinh viên khoa nào? Dạ khoa tài chính. Hả? Tài chính. Tài chính hả? Bây giờ là Hiệp báo tin cho em là nhận chùm 75 triệu hả? Dạ. Bây giờ anh trước mắt anh chưa biết là cái cuộc giao dịch này là em chuộc người bao nhiêu tiền? Em nhận buôn bán những người hay không? Nhưng mà anh đang thấy là anh đi qua ngang đường, anh phát hiện là em đang nhận của người ta là 75 triệu. Anh đang ghi nhận nhá. Em bỏ tiền là rõ rồi đúng không? Dạ. Bây giờ là người ta bây giờ nếu mà em nhận tiền mà em đưa người ta về là ok, còn thì dạ, nếu dạ. không thì anh sẽ đưa em vào công an. Dạ. Bây giờ có cách nào em liên hệ cho Hiệp để đưa Hiệp về được không? Dạ anh Hiệp, giờ em chỉ đưa anh Hiệp rồi. Hiệp nói là nhận tiền bao giờ để thả người? Dạ, nhận tiền chuộc đưa cho anh
anh Hiệp rút cho mà đổi đem tiền kem xong rồi đưa cho bên bên chuột. Bên chuột là bên nào nữa? Là cái bên người giữ người á. Bên giữ người là bên nào? Em không biết. Ai giữ người? Em không biết. Bây giờ giữ kem. Người là giữ người là cái người họ tên, người bị giữ là họ tên là gì em biết không? Dạ em bên thôi, em không biết. Em không biết họ tên, người ta bao nhiêu tuổi em biết, mình quán ở đâu? Anh biết là anh Hiệp kêu em chỉ là nhờ em. Anh thôi. Hiệp nhờ em, anh Hiệp người Thanh Hóa. Dạ. Nhờ em là người Phú Yên hả? À? Em ở đâu? Khánh Hòa. Hai người biết nhau lâu chưa? Bạn biết lâu chưa? Anh họ em. Anh họ. Nhờ em từ khi nào? Dạ, mới nãy em đang học. À. Mới đang học. Nhờ em nhận tiền dùm để thả người. Dạ. Người để... Em đếm này, em đếm lại cho anh số tiền cho bao tiền này. Em đếm này. Em bỏ bao lâu em đếm này. Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên, đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Em đếm tiền anh em. Em tự em đếm không? Tự em đếm. Tự em đếm. Để chị đếm cho em. Em đếm đi. Em đếm đi, em bỏ em đếm bao tiền. Em nhận tiền em phải đếm đàng hoàng chứ, thiếu tiền thì ra sao? Không, tự em cầm, Không, em để cầm, em để em ngồi đếm không tiền của em. Em nhận rồi tiền em cầm đi. Em cầm em đếm. Đang ngu luôn. Em đến đàng hoàng mà thiếu tiền người ta mất công á. Đây đối tượng này đang nhận 75 triệu các bạn. Nhận này nói là sẽ thả người ở bên Campuchia. Đó, nhưng mà thực sự là có thả hay không thì anh em chưa xác nhận. Nhưng mà trước mắt là nhận tiền. Đó. Bao nhiêu? 53, em đếm chút cọc nữa là nhiêu? Coi chừng em cầm tiền hỏi này bay hết tiền giờ em. Anh Hiệp có thường xuyên nhờ em đi nhận tiền này không? Em trai đang đếm tiền của chú chị. Rồi tổng cộng bao nhiêu tiền em? 99 nào em điếm thấy thiệt sai rồi, sai rồi chứ 100 á, không ai 99 cả. 90 năm này 140. Là bao nhiêu? 140 triệu hả? Rồi em nhận 140 triệu. Rồi em rút nó rõ đi. Em cho nhỏ này em nhận lần tiền là lần thứ mấy rồi? Không, chưa nhận này thôi. Hả? Chưa nhận thôi. Đâu cái Facebook của em à, Zalo của em đâu rồi? Em mở Zalo anh cho nè. Giúp em mà rồi. Tự nhiên này. Không, không. Em nè, điện thoại em nè. Không, em mở Zalo ra. Cái Zalo mà nói chuyện với em đâu rồi? Facebook. Cái Facebook đâu rồi? Facebook nè. Đâu cái Facebook đâu? Em để máy em bấm. Không có điện ai nha. Đâu cái thế em nói là em tên Hiệp, cái người tên Hiệp đâu? Em xem nào. Đây là em là tên Hiệp hay gì? Em. Một mình em hai cho hai lick Facebook đúng không? Có. Phải không? Hai Zalo đúng không? Không, Zalo một Zalo nè. Đâu cái lick đấy là em nói chuyện đâu? Zalo một Facebook nè. Lấy em nói chuyện đâu? Cái lick đấy em nói chuyện đâu? Em đâu có. Bây giờ này em để điện thoại xuống nhỏ đi. Tút điện thoại xuống nhỏ đi.
em cắt tiền thì không rõ đi. Bây giờ trước mắt là anh chưa biết là cái cuộc giao dịch này của em là em có thả người hay không? Thì em không có biết, em nói đầu rồi. Không. Em chỉ nghe em nói thôi. Em sinh viên là cái nhất là anh thấy là em là không phải sinh viên rồi. Em. Nhá. Bây giờ là trước mắt anh chưa biết là đúng hay sai, bây giờ anh nhờ công an để làm việc. Nhá. Được chưa? Rồi. Bây giờ người nhà gọi công an đi, gọi công an đi. Đâu rồi, mẹ em gái đi rồi. Em gái bây giờ là sao? Bây giờ gọi công an nhá. Rồi, gọi công an đi. Đâu mẹ đâu, gọi mẹ gọi công an đi em. Không, em hủy cái chuyến đi chơi, không, chơi bồ đề bi. Không, không, em không hủy gì cả. Rồi, em gọi công an đi. Không, 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 bỏ trong cặp, bỏ trong cặp, bỏ trong cặp đó. Bỏ trong cặp đó, rồi khóa lại đi. Không, tiền nó giữ rồi, mất mất nó chịu. Bây giờ gọi điện mẹ đâu rồi? Mẹ em đâu, gọi công an đi. Mẹ em đâu? Gọi công an đi cô. Gọi công an phường, xin số gọi công an phường. Phường phường Bình Thạnh. Phường 25 biết không số luôn đó. Phường 25 quận Bình Thạnh. Phường 25. Số nhà mấy nè? Số nhà kìa. Rồi mình có sao mình có nói vậy nhá. Em bây giờ là chồng em bị bắt sang Campuchia đúng không? Phải không? Nó nhắn cho em là ai, ai là người nhắn cho em? Ở trên Facebook có một cái anh. Facebook ai tên? Ai tên là gì? Facebook tên là gì? Anh đó, anh gửi căn cước cho em luôn. Hả? Anh đó, anh có gửi... Ông tên gì em? Dạ anh tên là Phát nhưng mà anh nhận tôi ảnh tên là Hiệp. À. Anh có gửi thằng bước cho em. À. Anh nói là anh có một người, lúc đầu anh nói là có một người em, một cô cháu gì đó, anh cho em cái điện thoại. À. Anh kêu em là xuống đây gửi tiền cho anh này, anh này chuyển qua cho anh rồi anh sẽ cứu người. Nha. Hồi nãy anh này anh nói là em đưa tiền. Ô, cất tiền đi kìa. Em, cho tiền vô rõ. Không, cho tiền vô rõ. Em nhận tiền vô rõ, mất là em đang chịu nha. Cho tiền nhận nhưng mà vô em là chỉ ngồi nhận tiền để đó em không biết này, đừng có tầm bậy nghe không em. Em nhận nói... tiền em nó không biết là không được luôn nha. Nhận tiền của ta rồi rút vào đó đi, nhận tiền rút tiền vào đó không đúng không? Bây giờ có bằng chứng là bây giờ hiện nay là em trai này cãi là nói là bây giờ nhận tiền rồi đếm tiền rồi rõ nhưng nó là không biết không đúng không? Em nó không biết đúng không? Không rồi thôi kệ đi, tiền ở đây là quay bằng quay phim rồi rồi. Mẹ bé đâu rồi, ông Phường tới đi. Rồi bây giờ là người nhà mình đang bị nhốt ở đó đúng không? Anh nó nói là bị nhốt ở bên Campuchia. Là anh nó bị đánh hôn mê. Đòi bị đánh đúng không? Anh nó bị đánh hôn mê. Bị đánh hôn mê hả? Dạ. Bị đánh hôn mê đúng không? Còn anh này anh nói là có trước á. Có một số công an phường chưa? Xin xin người dân này lấy số công an phường này. Coi chừng nó chạy nha. Em đi bây giờ đây bằng cái phương tiện gì em? Hả? Grab à? Mình có sao mình cứ nói vậy đi, không có sợ đâu. Hả? Em bấm điện thoại à? Hiện nay hôm nay nhà bắt sống một tên đầu xanh đầu đỏ đồng vàng các bạn. Đây là số tiền này. Bắt sống rồi. Đó, nhưng mà đối tượng này nhỏ tuổi nhưng mà phải nói là rất ngoan cố các bạn. Phải nói là rất tinh vi. Giấu điện thoại ở trong giỏ nhưng mà để bấm điện thoại để gọi cho đồng bọn các bạn. Rồi, anh em đã tóm được rồi thì hiện nay là theo thông tin gia đình cung cấp thì chồng của mẹ em gái này đã bị lừa dụ bán đàn cam và chính thanh niên này là người đứng lên đòi tiền chuộc là số tiền 75 triệu và đang nhận tiền nhưng mà người không thấy các bạn, tiền thì nhận rồi mà người không thấy. Đó. Anh em đang ở phường 25 quận Bình Thạnh các bạn. Hiện nay người dân đang đứng rất đông các bạn. Đó, hiện nay người dân đứng rất đông ở phường 25 quận Bình Thạnh. Hiện nay là bọn anh em tóm sống một tên này đã nhận nhà số tiền trên dưới 70 triệu các bạn để đưa thả người bên Campuchia. Đó. Đó là Nguyễn Hoàng Khang, sinh viên mà không biết là thật hay không. Đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Là hấp 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 thành nhiên là hấp. Đang hấp. Không có tài phone không có. Không có tài phone.